Long, ông nói gì? Các trẻ có thể mở ra câu kinh thánh đó, Giăng đoạn 13 câu thứ 35. Và đây cũng là điều mà tôi nhắc các anh chị em là những người thuộc về đối tượng của đức tin mà Chúa đã đối tượng của tình yêu của Chúa mà Chúa đã dành yêu chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 13 câu thứ 35, nếu các ngươi yêu nhau, dĩ nhiên không phải nếu các ngươi thù nhau không, nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Nếu anh chị hỏi tôi rằng cái bằng chứng nào để chứng minh rằng ban cá nhân của chúng ta, hội thánh của chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời, thì ở đây ông Giăng nói rất rõ, cách thể hiện tình yêu của chúng ta đối với nhau sẽ cho người khác cái bằng chứng rằng đây là cộng đồng thuộc về Đức Chúa Trời, là Chúa của tình yêu. Hay nói khác hơn rằng trước khi các anh chị em chia sẻ về tình yêu của Chúa cho người khác thì chúng ta phải có Chúa cả. Chúng ta không có lấy gì chúng ta cho. Chúng ta nói về tình yêu mà khi người ta đến đây người ta không thấy tình yêu. Người ta chỉ thấy sự ghen tị, người ta chỉ thấy sự hơn thua, người ta chỉ thấy sự phân biệt. Thì làm sao họ tin được cái điều chúng ta nói? Cho nên xin Chúa giúp tôi và các anh chị em điều đó. Chúng ta là đối tượng của tình yêu Chúa, chúng ta kế thừa tình yêu đó, thì xin Chúa cho chúng ta thực hành cái tình yêu đó. Cái điều thứ ba mà chúng ta học ở trong phân đoạn kinh thánh này, không chỉ nói về nguồn gốc của tình yêu, đối tượng của tình yêu đó là chúng ta, những con người bất toàn, mà Chúa còn nói đến cái hành động của tình yêu nữa. Ở đây cho tôi và các anh chị em thấy một cái câu cũng rất là dễ hiểu và thường thấy ở trong đời sống. Trong đời sống người ta nói rằng anh có thể cho mà không yêu, nhưng anh không thể yêu mà không cho. Thì Đức Chúa Trời cũng như vậy. Đức Chúa Trời yêu chúng ta không phải chỉ bằng lời nói. Đức Chúa Trời không phải chỉ yêu chúng ta bằng cái ngôn từ, nhưng Đức Chúa Trời yêu chúng ta còn bằng cả cái hành động cụ thể nữa. Ông Phaolô nói trong câu gốc mà tôi gửi cho các anh chị em đó, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ở đây khi mà ông Phaolô dùng cái chữ nhân để đối lại cái tình yêu của con người đối với nhau, ở phần trên đó, trong câu thứ 7 đó, ông nói rằng thường thường sẽ có cái người sẵn sàng chết cho cái người có nghĩa, hoặc là người ta sẽ chết cho những người lành, tức là những con người mà vô tội, những con người có danh tiếng tốt. Nhưng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta và bày tỏ tình yêu thương đó hơn cả tình yêu của con người, là Ngài đã hy sinh chính con một của Ngài chết trên thập tự giá để đền tội cho những kẻ có tội. Và nhờ sự chết của con Ngài mà chúng ta được xưng công chính, chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được tha thứ, vân vân, là cái phần kinh thánh mà ông Phaolô đang viết ở đây để xác tín về sự tha thứ ở trong huyết của Chúa Giêsu. Thưa quý vị, khi nãy tôi nói với chúng bạn em, chúng ta có con. Và trong tình yêu của một người làm cha mẹ đó, chúng ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình cho con của mình. Tôi không biết các anh chị em có kinh nghiệm đó không? Có một lần đứa con gái thứ ba của tôi nó chơi và nó bị té gãy cái xương của cái tay phải của nó đi gãy ở phía trên này. Tôi đưa nó vào trong bệnh viện. Nó băng cái bột ở đây, treo cái tay trước ngực và nó nằm. Qua tại vì hôm đó là chiều Chủ nhật, cho tới ngày hôm sau thứ hai bác sĩ mới làm việc. Nó nằm một đêm trong bệnh viện, nó nằm thế này, nó nằm co lại và nó khóc thút 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 vì đau quá. Quý vị biết lúc đó tôi cầu nguyện với Chúa gì không? Là Chúa, nếu có thể đổi cho con gãy tay đi, để đổi cho con nó không có đau nữa. Tại kinh nghiệm tôi gãy chân gãy tay là kinh nghiệm nhiều quá rồi. Tôi té xe hai lần, quý vị không? Tôi gãy cả hai chân và một tay, thành ra tôi chỉ còn tay phải này làm được. Tay chân tôi chỗ nào cũng gãy xương. Thành ra kinh nghiệm của tôi đó là gãy xương đối với tôi là kinh nghiệm nhiều lắm. Cho nên tôi nhìn nó và tôi nói rằng nếu có thể được cho con đổi cái tay nguyên này luôn để cho nó không đau, để cho thấy cái tình yêu của mình đối với con của mình nó rất là lớn. Nhưng ở đây Đức Chúa Trời yêu chúng ta tới nỗi là hy sinh cả con một của Ngài. Cái chữ con một ở đây đó làm cho chúng ta dễ hiểu về cái thứ bậc cha con ở trong cái hệ thống gia đình của mình. Nhưng chữ con một ở đây hay trong giáo lý mà chúng ta biết đó, Đức Chúa Trời hy sinh cái bản thân của Ngài để hy sinh cái thiên đàng vinh hiển, để mặc lấy thân xác con người như chúng ta để đến trong trần gian này để chết đền tội cho chúng ta.
Hay nói khác hơn rằng cũng giống như cái điều mà tôi nói hồi nãy khi tôi với con của tôi, vì cớ nó, vì tình yêu tôi yêu đó, tôi sẵn sàng hy sinh chính bản thân của tôi. Tôi nói với Chúa rằng nếu có thể đổi cho con, đổi cái tài nguyên này luôn để cho con của con nó không có đau đớn nữa. Dĩ nhiên tôi không làm được điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Ngài đã hy sinh chính bản thân của Ngài, mang lấy thân thể con người của chúng ta để có thể chết trên thập tự giá vì cớ chúng ta. Tại sao tôi nhắc đến cái hành động của Đức, của tình yêu này? Là vì tôi yêu con của tôi, nhưng mà tôi đối với Đức Chúa Trời chỉ là một kẻ thù của Ngài. Tôi yêu con tôi là chuyện dễ hiểu, nhưng Đức Chúa Trời yêu tôi là kẻ thù của Ngài, tới nỗi hy sinh chính bản thân của Ngài, hy sinh thiên đàng vinh hiển của Ngài đến trong trần gian này để chết đền tội cho tôi và cứu bạn em. Đó là điều vượt qua cái sự hiểu biết của con người chúng ta. Vì vậy cho nên khi nhắc đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, hành động của tình yêu của Chúa, tôi chỉ có thể cảm tạ Chúa về những gì Ngài ban cho, và tôi nhờ ơn của Chúa để có thể chia sẻ điều này để quý ông bà anh chị em nhờ đó mà kinh nghiệm tình yêu của Chúa để có thể chia sẻ nó cho những người lân cận chúng ta. Nếu như chúng ta yêu thương những người trong gia đình, hãy chia sẻ về Chúa cho họ. Để chúng ta yêu thương bạn bè của mình, cái điều mà quý vị có thể cho bạn mình quý nhất đó là chia sẻ về Chúa cho họ. Vì điều mà Đức Chúa Trời yêu chúng ta, Ngài chia sẻ cho chúng ta, đó chính là Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta đã chết trên thập tự giá. Thì hành động của tình yêu của Đức Chúa Trời là như vậy. Hành động của tình yêu tôi và quý bạn em cho bạn hữu của mình, xin Chúa cũng giúp cho chúng ta bày tỏ giống như vậy. Điều thứ tư cũng là điều cuối cùng mà chúng ta nói với nhau, đó là kết quả của tình yêu. Chúng ta nói với nhau về nguồn gốc, chúng ta nói với nhau về đối tượng, chúng ta nói với nhau về hành động của Đức Chúa Trời yêu chúng ta, và chúng ta nói với nhau điều cuối cùng, đó là kết quả của tình yêu. Các anh chị em xem với tôi ở trong câu thứ 10. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà nay đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, huống chi nay đã được hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ con, nhờ sự sống của con ấy mà được cứu lại được. Cái kết quả của tình yêu thương Đức Chúa Trời đã hành động qua sự hy sinh của Chúa Giêsu bày tỏ cho tôi và quý bạn em rất rõ ràng, đó là chúng ta được cứu. Bất cứ ai kinh nghiệm hay là tiếp nhận cái tình yêu thương này, cái hành động của tình yêu này đều được trở thành con cái của Chúa, được cứu. Ông nói rất rõ, chúng ta đã nhờ con ấy, tức là bởi cái hành động của tình yêu thương mà được cứu. Và hơn nữa, chúng ta nhờ sự sống của con ấy mà được cứu. Thưa quý ông bà chị em, nếu như quý ông bà chị em là những người đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa, thì cái kết quả tất yếu của tình yêu thương mà chúng ta nói với chiều hôm nay, chúng ta được bảo đảm hay được xác tín sự cứu rỗi ở trong Chúa. Chúng ta phải tin chắc và quả quyết điều này. Mà khi chúng ta biết rằng chúng ta trong tình yêu của Chúa chúng ta được cứu đó, thì trong cái chữ được cứu mà Phaolô nói, nó nhắc cho tôi và quý bạn em một số điều rất quan trọng. Khi chúng ta nói rằng chúng ta là người được cứu, có nghĩa rằng chúng ta bây giờ không còn là con của ma quỷ, không còn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói rằng chúng ta được cứu, có nghĩa là tất cả những cái gì thuộc về con người quá khứ, con người cũ, cái con người mà chống đối lại với Đức Chúa Trời, cái con người mà là kẻ thù của Đức Chúa Trời đó, con người đó không còn kể đến nữa. Và bây giờ chúng ta là con cái của Chúa, con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta xét tính điều này, nó nhắc cho tôi và quý bà cho em nhớ đến một trong những cái vấn đề rất quan trọng, đó là tội lỗi của chúng ta đã được Chúa tha thứ rồi. Những việc mà chúng ta làm trước đây chỉ là những việc chống nghịch lại với Chúa, thì Chúa đã tha thứ hết rồi. Và bây giờ chúng ta được kể là một con người mới, một người sống với cái sự bảo đảm trong sự cứu rỗi, đó là sự hy sinh chuộc tội của Chúa. Tôi muốn nhắc điều này để cho quý bạn cho em nhớ rằng khi chúng ta đã là người ở trong tình yêu của Chúa, tiếp nhận cái tình yêu này của Chúa, tất cả những vi phạm trong cuộc đời của chúng ta đã được Chúa thứ tha. Để cởi trói cho quý bà chị em không còn dằn vặt dưới cái sự áp lực của tội lỗi nữa. Tôi không biết trong vòng quý bà chị em như thế nào, nhưng tôi thường thấy điều này. Con cái của Chúa mỗi một lần đối diện với Chúa, đối diện với tiếng gọi của Chúa,
đối diện với cái cơ hội của Chúa dành cho mình, mình thường hay mặc cảm về quá khứ của mình. Mình thường hay mặc cảm về những sai trật trong cuộc đời của mình, và nó làm cho mình bỏ qua rất nhiều cơ hội để phục vụ Chúa. Các anh chị em, ông Phaolô nói rất rõ, chúng ta ngày trước đã chết. Chúng ta ngày trước là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Chúng ta làm những điều đó trong lúc chúng ta ngu muội chưa tin. Nhưng bây giờ chúng ta đã nhờ sự sống của con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu làm cho chúng ta được cứu rồi. Những tội lỗi cũ đã được tha thứ rồi. Và bây giờ chúng ta là con của Chúa, không kể những điều trong quá khứ nữa. Cho nên tôi xin Chúa nhắc tôi và các bạn chị em, nếu chúng ta thật sự kinh nghiệm tình yêu của Chúa, xin Chúa giúp chúng ta cởi trói, được cởi trói khỏi sự kiện cáo của ma quỷ liên quan tới quá khứ của chúng ta. Và nó cũng nhắc cho tôi và các bạn chị em một điều mà khi nãy tôi đã nói, chúng ta cần phải đối đãi với nhau trong cái nhìn, bằng cái nhìn trong tình yêu của Chúa. Một trong những điều rất là lạ lùng trong hội thánh của Chúa là những con người được đổi mới lại nhìn nhau bằng cái nhìn của quá khứ. Những con người được đổi mới lại đánh giá nhau dựa vào những sai trật, những vi phạm của người ta trong quá khứ của họ. Tại sao Chúa đã tha thứ mà chúng ta không buông tha? Tại sao tình yêu của Chúa đủ để khỏa lấp những cái sai trật đó mà tình yêu của chúng ta dành cho nhau lại không đủ để có thể tha thứ cho những sai trật đó? Thậm chí tại sao tình yêu của Chúa có thể tha thứ những tổn thương của chúng ta dành cho Chúa, mà tình yêu của Chúa không đủ để có thể khỏa lấp những tổn thương mà anh em đối đãi với nhau? Tôi không phủ nhận rằng khi chúng ta đi với Chúa, chúng ta sống với nhau trong cái cộng đồng này, chúng ta không có làm tổn thương nhau. Có thể có. Có thể bằng những lời nói, bằng sự vô tình, bằng hành động của chúng ta làm tổn thương anh em. Và tôi đặt trong quý vị, nếu quý vị là những người đã bị tổn thương, bây giờ quý vị đang làm gì với cái nỗi tổn thương đó? Quý vị có đang gặm nhấm nó không? Quý vị cứ đang lâu lâu khều khều nó lên để cho nó đau lại không? Quý vị có bao giờ bị trầy da chưa? Cái con ngựa bệnh kỳ luôn. Để yên nhảy thời gian lành, mình thì không chịu. Nó ra mài, ra da, non, cái mình kéo, mình khều nó chảy máu ra. Cái nó kéo mài lại, cái mình khều nữa. Chứ mà ai cũng vậy chứ. Để xin Chúa giúp tôi và các bạn em để kinh nghiệm cái điều này chứ. Chúng ta cũng từng làm tổn thương Chúa nhiều vì chúng ta là kẻ thù của Chúa. Nhưng tình yêu của Chúa đã khỏa lấp tất cả những điều đó. Thì xin Chúa cũng cho tôi và các bạn em, bởi tình yêu của Chúa đang ở trong chúng ta, đủ để khỏa lấp những cái lỗi lầm của đời của mình. Đủ để có thể tha thứ cho những cái lỗi lầm của đời của mình. Đủ để có thể chữa lại những tổn thương mà anh em của mình đã đem đến cho mình. Và tôi hy vọng rằng cái tình yêu diệu kỳ là ở chỗ đó. Nó đủ để có thể chữa lành những tổn thương, nó đủ để có thể khỏa lấp những cái hố sâu, nó đủ để có thể khỏa lấp những cái rào cản giữa những con người của chúng ta. Và xin Chúa giúp để cộng đồng ban tráng niên của Thánh Chúa tại nơi đây sẽ đúng như những gì ông Giăng đã nói. Chúng ta yêu nhau để người khác nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa, vì chúng ta là những người đã kinh nghiệm, đã thừa hưởng và đang sống với cái tình yêu đó. Tình yêu diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã dành tặng cho chúng ta.